Thôi, em đi đâu đây? Em đi làm bác. Ngồi xuống đấy. Anh đã nói với em rất là nhiều lần rồi. Đi đâu, làm gì phải bảo chồng một câu. Nhà phải có nắp, nhà phải tôn ti, trật tự, chứ không phải cái tổ chim, cái tổ quạ mà em thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm, nhớ chưa? Mimi. Nhưng mà em hẹn người ta rồi. Hẹn người ta thì cũng không được đi. Đi thì là phải bảo với anh một câu, đó là sự tôn trọng nhau, hiểu chưa? Còn một khi đã đi mà không nói với anh câu nào thì đừng có mà đi. Đừng đi, đừng có mà trách ông, nhớ chưa? Này, vừa nãy anh đã bảo em là đừng có đi làm tóc rồi, vẫn cố tình đi đúng không? Nhà không có nóc à? Hả? Vừa làm tóc ở đâu? Dẫn anh đến xem nào, đi! Thằng nào vừa làm tóc cho vợ tao? Sáng nay em vừa làm tóc cho vợ anh luôn. Mày phải làm tóc cho vợ tao đúng không? Vâng vâng. Mẹ con chó này nữa! Anh Phong ơi! Gì đấy? Cái gì đấy? Sao? Ơ gì? Không anh ơi. Em vừa hỏi là ai làm tóc cho vợ em. Thì em thấy là vợ em làm tóc đẹp, em mà làm tóc vợ anh à? Đây anh, anh gửi em tiền một công lương này. Thôi em chúng ta chào anh, em đi về nhá. Em thử anh dễ hiểu nhau không ạ? Nhìn người anh đánh được với ai? Không quan bạn là vợ em trêu đấy. Mày về mày xếp cho bố mày đi. Mày về mày xếp cho bố mày đi.